12. Phẩm Phước Trí Trang Nghiêm. Mở đề. Trong phẩm 11, Phật dạy về việc trang nghiêm cho mình và người. 1. Có 8 điều để trang nghiêm. 2. Nguyên nhân của 8 điều kiện ấy. 3. 8 điều ấy do 3 nhân duyên được thành tựu. 4. Mục đích của Bồ Tát cầu được 8 điều ấy. 5. Bồ Tát có đức hạnh không sanh lòng kiêu mạn. 6. Bồ Tát ở nơi trần thế không nhiễm trần. 7. Những sự bất nhiễm của Bồ Tát. Tiếp theo phẩm 12 này, Phật giải thích cho rõ ràng ấy đầy đủ hơn về mặt trang nghiêm cho mình và người. Đó là sự liên hệ giữa hai phẩm 11 và 12 vậy. Trong các pháp trang nghiêm đều không ngoài hai thứ phước và trí. Nếu dùng phước đức và trí huệ để trao dồi cho mình và người thì cả hai đều sẽ được trong sáng và cao cả. Nội dung phẩm này chia làm 4 phần chánh. Chánh đề. Một La Mã, ông thiện sanh hỏi do nhân duyên gì được phước trí. Phật dạy: Một, Bồ Tát do tu sáu pháp Ba La Mật mà được. A. Bố thí, trì giới, tinh tấn là phước trang nghiêm. B. Nhẫn nhục, thiền định, trí huệ là trí trang nghiêm. 2. Hoặc Bồ Tát do tu sáu niệm mà được. A. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là trí trang nghiêm. B. Ghi nhớ, trì giới, bố thí là phước trang nghiêm. Hai La Mã biện rõ cái trạng thái kết quả của phước trí. Một, Bồ Tát có đủ hai thứ trang nghiêm ấy nên rất lợi ích cho người và mình. Do đó, dù thọ khổ trong ba đường dữ mà tâm Bồ Tát vẫn không lo buồn hay hối hận. Hai, người có đủ phước trí thì được phương tiện thiện xảo vi diệu, biết rõ pháp thế gian, tất cả thế luận, thế định và xuất thế gian, năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Nên trong hai đời hiện tại và tương lai, mình và người đều lợi ích và hoàn toàn an lạc. 3. Bồ Tát dù biết cảnh thế gian là hư dối chẳng thật mà vẫn tạo nhân duyên vui ở đời để lợi ích cho các chúng sanh. 4. Tóm lại, Bồ Tát nhờ có phước đức nên được mọi người đều ưa mến, nhờ có trí huệ nên khi ra làm Phật sự không bị tâm danh lợi xen vào và không bao giờ lầm lẫn trong khi thi hành nhiệm vụ lợi người. Ba La Mã biện rõ cái trạng thái của nguyên nhân phước trí. Một, những nguyên nhân chánh để sanh phước trí không ngoài: A. Từ tâm. B. Bi tâm. Cũng như là hai động lực chánh để Bồ Tát thành tựu phước trí. Do tu hai tâm ấy nên dù lưu chuyển trong bể khổ sanh tử, Bồ Tát tâm vẫn không hối hận. 2. Vả lại Bồ Tát có đủ hai pháp trang nghiêm vô thượng Bồ Đề: A. Không ưa sanh tử. B. Quán sát đường giải thoát. Do đó biết rõ pháp tướng, được trí huệ rộng lớn nên cũng được lợi ích cho mình và người trong hai đời, khiến của cải và mạng sống đều được tăng trưởng. 3. Bồ Tát do đủ hai pháp như thế nên lúc bố thí tất cả của vật không lòng lo buồn ăn năn, gặp điều ác nhẫn nhịn được, lại thường quán hai thứ phước điền và bần cùng điền. 4. Bồ Tát thí cho kẻ nghèo khổ là vì muốn thêm nhiều phước đức, phát tâm thương xót, muốn xả những nhân duyên khó và muốn thành tựu công đức nên cứu giúp nâng đỡ. 5. Bồ Tát thí cho bậc phước điền
là vì muốn tăng trưởng trí huệ nhiệm màu vô thường, vì muốn đền ơn, vì muốn xa lìa phiền não, muốn tăng trưởng tất cả nhân duyên vui, nên phải cung kính cúng dường. 6. Bồ Tát nếu thí cho người thân quyến vì muốn báo ân, nếu thí cho kẻ oán thù vì muốn trừ tâm hung ác. 7. Đại Bồ Tát thí người đến xin khởi tưởng như con ruột, nên tùy sức nhiều ít mà thí cho. Được như vậy mới gọi là bố thí ba la mật. Trừ tâm bỏng sẻn gọi là trì giới ba la mật. Nhẫn nhịn tất cả lời trách móc là nhẫn nhục ba la mật. Tự tay đưa vật bố thí gọi là tinh tấn ba la mật. Chí tâm chuyên quán pháp giải thoát là thiền ba la mật. Không lựa cho kẻ oán người thân là bát nhã ba la mật. 8. Bồ Tát lúc bố thí trong một niệm đủ 6 pháp như trên gọi là phước đức trí huệ trang nghiêm. 4. La Mã biện rõ tướng phước trí đặc biệt của Đại Thừa. 1. Đại Bồ Tát tạo nhân duyên bất cộng pháp, 18 công hạnh đặc biệt của Đại Thừa Bồ Tát, Tiểu Thừa không có, gọi là phước trang nghiêm. Giáo hóa chúng sanh đều được 3 thứ Bồ Đề, gọi là trí trang nghiêm. 2. Bồ Tát muốn điều phục chúng sanh, gọi là trang nghiêm, cùng chúng sanh thọ khổ là phước trang nghiêm. 3. Bồ Tát khiến tất cả chúng sanh lìa sự hiểu biết xấu hèn, gọi là trí trang nghiêm. Giáo hóa chúng sanh giữ điều hiểu biết chân chánh để làm chủ động cho mọi hành vi chánh, như nghe nhiều, bố thí, trì giới, gọi là phước trang nghiêm. 4. Bồ Tát đủ 5 pháp trang nghiêm được vô thượng Bồ Đề. 1. Tính tâm. 2. Bi tâm. 3. Dụng tâm. 4. Đọc các bộ luận thế gian không khởi tâm chán. 5. Bồ Tát có đủ phước trí trang nghiêm thì được 7 tướng. 1. Tự biết lỗi lầm. 2. Không nói lỗi người. 3. Ưa chăm nom người bệnh. 4. Thích bố thí người nghèo. 5. Được Bồ Đề tâm. 6. Không phóng túng. 7. Thường tu 6 pháp ba la mật trong tất cả thế gian. 6. Do đó Bồ Tát cũng được 7 điều đặc biệt là: 1. Ưa giáo hóa kẻ oán thù. 2. Lúc hóa độ không chán. 3. Cốt yếu muốn mọi người được thành thục giải thoát. 4. Đem hết những điều đã biết, sự nghiệp sinh tử, để giáo hóa nhưng tâm không tham đắm. 5. Nhẫn được tất cả điều ác. 6. Hoàn toàn không nói những điều mà kẻ khác không ưa. 7. Thấy người độc ác xấu xa, người phá giới, tâm không hờn giận mà thường khởi tâm thương xót. Kết luận. Kết thúc phẩm này, Phật cũng khuyên hàng Bồ Tát tại gia hãy cố gắng, vì trong hoàn cảnh khó mà làm được mới là cao quý. 13. Phẩm nhiếp thủ. Mở đề. Trong phẩm thứ 12, Phật dạy phước trí trang nghiêm của Bồ Tát. 1. Nguyên do gì được phước trí? 2. Trạng thái kết quả của phước trí. 3. Nguyên nhân chánh để thành tựu phước trí. 4. Tướng đặc biệt của phước trí Đại Thừa. Nhưng muốn hoàn thành đức hạnh của bậc Lượng Túc Tôn, cần phải thực hành hạnh lợi tha bằng cách nào? Ắt phải có phương pháp để thu phục và hướng dẫn người theo con đường sáng suốt chánh chân. Tiếp theo, trong phẩm thứ 13 này sẽ nói rõ về sự nhiếp thủ của Bồ Tát, đó là sự liên hệ giữa phẩm 12 và phẩm 13 này. Chánh đề. Ông Thiện Sanh hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đủ 2 hạnh trang nghiêm rồi, làm thế nào để nuôi được đệ tử đồ chúng? Nội dung Phật dạy trong phẩm này gồm có 5 điểm chánh. 1. La Mã.
dùng pháp tứ nhiếp để nuôi đồ chúng. Một, Đức Thế Tôn dạy phải dùng sự bố thí, nói lời dịu dàng, làm việc lợi tha và cộng sự với người để khiến các đệ tử xa lìa các điều ác, tăng trưởng pháp lành. Hai, bởi không gì để gây tình cảm cho bằng sự giúp đỡ, lời êm ái, đem lợi ích cho đồng nghiệp. Ba, nhất là chúng ta làm việc một cách chí tâm, không mưu cầu danh lợi, nghĩa là không vì tiếng khen, không cần lợi lộc, không mong đền ơn, cũng không nghĩ đến sự hưởng sung sướng riêng. Hai La Mã, lợi ích và tai hại của người có đức và không đức nuôi đồ chúng. A Lớn, người không dùng tứ nhiếp mà nuôi dưỡng đồ chúng là Bồ Tát giả danh, là người tệ ác, là người hèn hạ không thanh tịnh, là kẻ phá hoại Phật pháp, nên không được mười phương Phật thương tưởng đến, đấy là người không đức. B Lớn, Bồ Tát chân thật có thể tùy thời sang dạy đồ chúng. Một, phân biệt nghĩa lý sâu màu của 12 bộ kinh để đối trị tam độc, điều phục thân tâm đệ tử, khiến tu tam muội lục niệm, không cho phóng túng. Hai, chăm đuôi người bệnh không nhàm chán, nhận được những lời chê bai mắng nhiếc hoặc va vào thân tâm những sự khổ. Ba, giả sử đệ tử có bị khổ nạn, cũng phải vì họ cứu thoát và trừ được tâm nghi ngờ, tâm tệ ác của đồ chúng. 4. Biết rành các trình độ, dạy người tối tâm sanh tính tâm, người thường được thuần thục, người thông minh được giải thoát. 5. Đấy là người có đức, là người lành, là bông sen trắng quý nhất, là bậc điều ngự trượng phu. C. Phật dạy, thà lãnh giới điều hung dữ trong một ngày, chưa quyết không đuôi đệ tử ác mà không điều phục được, vì giới điều độc dữ kia chỉ tai hại một người, còn đệ tử tệ ác sẽ khiến vô số chúng sanh làm ác, có thể hủy bán vô lượng pháp lành, phá hòa hợp tăng, khiến nhiều chúng sanh tạo năm tội vô gián. Thế nên giữ hơn thọ ác luật nghi. Ba La Mã, biện rõ Bồ Tát xuất gia giáo hóa đệ tử tại gia và xuất gia. A Lớn, Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử xuất gia phải dạy kinh, luật, luận, thấy điều lỗi phải răn nhắc, trừng phạt, không nên dung dưỡng, buộc phải dành tám trí. Một, trí biết pháp. Hai, trí biết đúng nghĩa. Ba, trí biết đúng thời. Bốn, trí biết vừa đủ. Năm, trí biệt tự thân. Sáu, trí biết ý tưởng của mọi người. Bảy, trí biết các trình độ. Tám, trí khéo phân biệt. Nếu thầy dạy trò đúng cách thì chẳng những trò được lợi ích mà thầy cũng được tiếng thơm. Thầy trò như thế có thể làm hưng thành ngôi tam bảo. Đệ tử được như thế sẽ chuyên cần cung phụng cúng dường sư trưởng, hòa thượng A Xà Lê, và những bậc có đức lãnh thọ lời nói hay, siêng năng tụng đọc và bố thí pháp, tâm không buông lung điều phục chúng sanh, chăm sóc người bệnh, cung cấp cho kẻ nghèo thiếu. B Lớn, Bồ Tát xuất gia đối với đệ tử tại gia. Một, trước dạy pháp không buông lung, vì đó là sự phóng túng thân tâm, là nguyên nhân của trụy lạc không buông lung, tức là pháp hạnh. Một nhỏ, cúng dường cha mẹ, các bậc thầy, hòa thượng, người có đức, có tuổi tác, cống hiến sự yên vui cho người. Hai, chí tâm thọ giới, không mê vọng hủy phạm, lãnh của người gửi không nên sử dụng, thấy người giận nên nhẫn nhịn, quyết không nói lời dữ và vô ích, thương xót chúng sanh. Ba, đối các bậc cầm quyền minh chánh nên khởi tâm kính sợ. Bốn, từ điều phục trong gia đình quyến thuộc, cư xử tròn đạo hiếu, trên kính dưới nhường, đối với vợ chồng phải hòa thuận tin yêu, nhất là bổn phận làm cha mẹ, gia đình ấy sẽ thịnh vượng. Năm,
Đối với xã hội trong sự buôn bán giao dịch, phải giữ đức trung tín chân thật, không khinh chúng sanh, không gần bạn ác. 6. Ăn uống có tiết độ, trừ lòng tham, ít muốn, biết đủ. 7. Những chỗ tranh cãi không nên đến, khi cười giỡn không nên nói lời hung dữ. 2. Lớn, nếu nuôi đệ tử tại gia cũng phải dạy pháp không buông lung và thêm dạy những điều sau đây. 1. Lúc khổ vui đều chia sớt nhau. 2. Giả sử đệ tử nghèo thiếu muốn cần dùng vật gì ngoài 6 vật của người xuất gia, còn chi không nên tiếc. 3. Lúc đệ tử bệnh nên giúp những vật cần dùng, lúc nuôi không nên chán nản. 4. Nếu thầy không có của Phật nên mượn của Tam Bảo, khi lành bệnh theo như luật của thế gian mà đền trả gấp bội lần cho cân xứng. 5. Nếu đệ tử không trả được nên dạy, đã vay của Tam Bảo phải trả, có thể bằng sự gắng siêng tu cho được chứng quả hiện tiền, hoặc dạy được 1.000 người phát lòng tin thanh tịnh đối với Tam Bảo, hay ít nhất là phải diệt được sự hiểu biết sai lầm quá nặng đối với Tam Bảo của một người. Được như thế thì thầy trò đều đắc lợi và vô hại. 4. La Mã, Bồ Tát tại gia chỉ được dạy người tại gia. Bồ Tát tại gia nếu nuôi học trò tại gia hoặc là nuôi người giúp việc cũng phải dạy những pháp không buông lung như trên, và cũng nên thêm những điểm sau đây cho tròn bổn phận. 1. Tùy thời ban thưởng, không để đói khát, không đánh mắng mà nên dùng lời khuyên dạy. 2. Nếu họ có bệnh nên chăm sóc theo nhu cầu cần thiết, coi như tình ruột thịt. 3. Những việc thế gian đều đem dạy hết, nếu có kết duyên cho họ phải lựa chỗ xứng đáng. 4. Hãy phụng sự người lãnh đạo trong nước cho hết lòng, đúng như pháp. 5. Khi được của cải phải đúng như pháp giữ gìn, thường làm việc phước thiện và hay tùy hỷ việc lành của kẻ khác. Nếu được như vậy thì thầy trò đều lợi ích. 5. La Mã, Bồ Tát tại gia nếu được thế lực làm nhà cầm quyền. 1. Phải ủng hộ toàn dân, coi như thân thuộc, dạy dân xa lìa điều ác, tu tập pháp lành. 2. Thấy người làm dữ hoặc có tội phạm, chỉ nên răn dọa trọn không giết hại mạng người. 3. Không nên xung công tài sản của dân, trong 10 phần chỉ lấy thuế 1 phần. 4. Thấy dân nghèo nên khởi lòng thương xót, tùy có của vật thường hay ban bố để giáo hóa, không cho làm điều ác. 5. Tùy sức đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khéo giữ gìn thân tâm an lạc. 6. Ở lãnh thổ nào trong nước thường giữ pháp tri túc, không làm điều trái lẽ để tham cầu của cải. 7. Thấy kẻ ác khen chê, quyết không nghe theo, đúng như pháp mà bảo vệ nước nhà. 8. Thường xa lìa 7 điều ác. 1. Nhỏ, không ưa đánh bạc. 2. Nhỏ, không thích săn bắn. 3. Nhỏ, không thích uống rượu. 4. Nhỏ, không đắm dục lạc. 5. Nhỏ, không nói lời dữ. 6. Nhỏ, không ưa lời hai lưỡi. 7. Nhỏ, không làm điều trái công lý. 9. Thường thích cúng dường các bậc xuất gia, thâm tín nhân quả. 10. Có thể khiến người trong nước đối với nhà cầm quyền khởi tượng kính mến như cha mẹ. 11. Thấy người hơn mình không sanh lòng ganh ghét, nhận biết mình hơn người không khởi kiêu mạn. 12. Luôn khuất phục 6 căn và 3 nghiệp cho trong sạch. 13. Thọ ân biết lo đền trả gấp bội, khen ngợi người lành, quở trách kẻ ác, tùy thuận ý người và đàm luận nhã nhặn. 14. Không nên xâm lấn nước khác để gây khổ cho dân chúng. 15. Nếu chính mình không thế lực nên đúng như chánh pháp mà lệ thuộc theo kẻ khác. 16. Lúc cầm quyền ở nước khác không nên huy động 4 thứ binh: bộ, xa,
kỵ tường làm dân chúng khiếp sợ, có thể vì họ cứu thoát. 17. Khéo phân biệt pháp tướng, dùng lời dịu dàng để điều phục dân chúng. 18. Thường dùng pháp tứ nhiếp mà nhiếp thủ chúng sanh. Tóm lại, Phật dạy Bồ Tát tại gia khi cầm quyền phải xem toàn dân như một, không có kẻ ghét người thương, không hành hạ khốn khổ, không làm hại nước khác, ngăn cấm cờ bạc và nghề xấu xa, bao giờ cũng đi sát với dân để vì lợi ích chung, nghiêm trị trộm cướp, nâng đỡ người nghèo, khuyến khích cơ quan đạo đức, nhà cầm quyền như thế, dạy dân cũng được như thế, thì nước mạnh, dân giàu, tốt đẹp biết bao. Kết luận: để kết thúc phẩm này, Đức Phật dạy, người xuất gia thu phục người rất dễ, nhưng Bồ Tát tại gia thu phục người rất khó, vì những bổn phận đối với xã hội rất bề bộn. Tuy nhiên, Phật dạy những phương thức và những bổn phận căn bản để Bồ Tát tại gia ở địa vị nào cũng dễ nhiếp thủ chúng sanh. Ngài muốn khuyến khích người đời nên cố gắng thực hành pháp nhiếp thủ trong phẩm 13 này để lợi ích thiết thật cho mình và người vậy. 14. Phẩm Thọ Giới Bồ Tát. Mở đề. Phẩm thứ 13, Phật dạy rõ về sự nhiếp thủ của Bồ Tát. 1. Dùng tứ nhiếp pháp để nuôi độ chúng. 2. Ích lợi và tai hại của người có đức và không đức nuôi độ chúng. 3. Biện rõ Bồ Tát xuất gia, giáo hóa đệ tử xuất gia và tại gia. 4. Bồ Tát tại gia chỉ được dạy người tại gia. 5. Bồ Tát tại gia nếu được thế lực làm nhà cầm quyền có 18 bổn phận. Từ trước tới đây là Phật chỉ rõ tư cách của những hạng người nào được thọ giới, nhưng chưa chỉ bày về tướng trạng của giới thì cũng khó được ảnh hưởng tốt để điều phục ba nghiệp. Vì thế sau phẩm 13, Phật cần phải nói phẩm thọ giới để cho người tu học đủ điều kiện hoàn thành học giới và trì giới. Đó là sự liên hệ từ các phẩm trước với phẩm 14 này. Chánh đề: ông thiền sanh bạch Phật, làm thế nào người tại gia được thọ giới Bồ Tát Ưu Bà Tắc? Nghĩa là ông muốn hỏi trước khi thọ giới có điều kiện và chi tiết gì không, và chính lúc thọ phải làm thế nào. A lớn, Phật dạy những điều kiện trước khi thọ giới. 1. La mã, phải thực hành 6 pháp ba la mật, vì 6 pháp này làm cho chính mình được trong sạch sáng suốt từ ý nghĩ, lời nói, hành động, mà còn làm cho gia đình được cởi mở xiềng xích tham sân, ích kỷ, đem lòng thương sưởi ấm cho những kẻ đói lạnh, đem buồn vui và an hòa đến cho mọi người ngoài xã hội. Vì thế, trước khi thành người Phật tử tại gia chánh thức, phải làm sao cho xứng với danh nghĩa con người của Bồ Tát Ưu Bà Tắc, như theo thứ lớp mà cúng dường 6 phương. 1. Phương Đông, bổn phận con đối với cha mẹ và ngược lại. 2. Phương Nam, bổn phận trò đối với thầy và ngược lại. 3. Phương Tây, bổn phận vợ đối với chồng và ngược lại. 4. Phương Bắc, bổn phận đối với thiện tri thức và ngược lại. 5. Phương Hạ, bổn phận chủ đối với người giúp việc và ngược lại. 6. Phương Thượng, bổn phận Phật tử đối với Sa Môn và ngược lại. 2. La Mã, phải được mọi người thân thích tán thành. Vì thọ giới Ưu Bà Tắc thông thường thì không có gì quan trọng, nhưng đây là thọ giới Bồ Tát Ưu Bà Tắc, tức là người tại gia lãnh nhiệm vụ lợi người nên cần phải thận trọng hơn. Nghĩa là: 1. Phải được mọi người trong gia đình và ngoài xã hội tán thành, thì mục đích duy nhất của Bồ Tát Ưu Bà Tắc là lợi mình và lợi người mới thực hiện hoàn toàn và được mọi người ủng hộ,
như thực hành tứ diệt pháp mà mọi người không thiện cảm với Bồ Tát thì không thể thành tựu được. 2. Phải đến tuổi trưởng thành, đủ năng lực và trí hiểu biết mới thọ được. 3. Ở đâu đại tăng phải đến làm lễ thỉnh sư truyền thọ tác bạch. 3. La mã phải chịu sự gạn hỏi về dĩ vãng, hỏi giá nạn. Vì Bồ Tát U Bà Tắc là người kiểu mẫu của nhân loại, nếu dĩ vãng quá xấu xa, mất tư cách làm người thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến những người chung quanh, nhất là người ra lãnh đạo quần chúng tín đồ hay gánh vác một cơ quan từ thiện xã hội. Mà dĩ vãng không tốt thì khó được mọi người tín nhiệm. Do đó, việc làm khó thành. Bởi thế, cần phải gạn hỏi các chướng ngại trước, rồi sau mới trao cho giới điều. Giới tử phải trả lời những câu hỏi như sau. 1. Cha mẹ, vợ, chồng con, tôi tớ và nhà cầm quyền trong nước của các vị có bằng lòng chấp thuận không? 2. Các vị có vay mượn của Tam Bảo và tài sản kẻ khác chăng? 3. Nay trong và ngoài thân tâm, các vị có bệnh tật nan y không? 4. Các vị có đối với những bậc tỳ kheo và tỳ kheo ni làm điều tội lỗi chăng? 5. Các vị có tạo tội ngũ nghịch chăng? 6. Các vị có lẻn nghe trộm giới sa di tỳ kheo không? 7. Các vị có phải là người nhị căn hay vô căn không? 8. Các vị có phá hoại bát quan trai không? 9. Lúc cha mẹ hoặc sư trưởng bệnh, các vị có bỏ lơ đi chăng? 10. Các vị có giết người phát tâm Bồ Đề không? 11. Các vị có trộm Phật của chúng tăng hiện hữu không? 12. Các vị có nói lời hai lưỡi và lời hung ác không? 13. Đối với cha mẹ, anh chị em, các vị có làm điều loạn luân chăng? 4. La mã, xét coi có chí thành cầu thọ giới không? 1. Sau khi nhận biết dĩ vãng của người thọ giới tốt đẹp rồi, giới sư cần phải đưa ra những điều khó giữ đối với Tam Bảo, tứ bất hoại tính và sự quan hệ của năm giới đối với tất cả, để thử xem người ấy có chí thành và tha thiết muốn thọ giới không. Vì người bắt chước hay không năng lực hoặc kém tinh thần cương quyết thì khi nghe khó quá họ sẽ rút lui, thà họ rút lui trước còn hay hơn. Sau khi thọ giới không giữ nổi rồi phá giới, làm nhiều sự mờ ám, mất danh dự Phật tử để miệng thế mỉa mai, và hơn nữa là gây nghiệp dữ nơi ba đường khổ. 2. Nếu đưa ra những nghịch cảnh khó khăn mà giới tử không nao núng, không do dự, vẫn kiên quyết thề có thể giữ được, thì giới sư liền giảng thêm các chi tiết khuyên người thọ giới Bồ Tát U Bà Tắc phải gắng giữ gìn. Một nhỏ, vì nhân duyên không nên hư vọng, tham lam, giận dữ, si mê, khiếp sợ. Hai nhỏ, hai việc không nên làm, cờ bạc và những sự hát múa đờn ca. Ba nhỏ, ba việc không nên làm, nghề chài lưới, nghề thợ nhuộm, nghề thuộc da. Bốn nhỏ, bốn việc không nên làm, không buôn bán loài vật, không buôn bán vũ khí, thuốc độc và rượu. Năm nhỏ, có bốn hạng không nên gần, người cờ bạc, uống rượu, dối trá và kẻ bán rượu.